Tiếng Đức là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người biết sử dụng. Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội đã có video giới thiệu với các bạn về những cơ hội đó. Chắc hẳn việc học tiếng Đức như thế nào và học ở đâu cũng là mối quan tâm của các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Để đáp ứng nhu cầu ngoại ngữ cơ bản cho nhiều người bị mất gốc hay nhiều người học để đi xuất khẩu lao động nước ngoài thì có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ đã ra đời, nhưng lựa chọn học ở trung tâm nào để phù hợp với điều kiện của mình cũng như học ở đâu để có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất, dễ hiểu nhất không phải là điều đơn giản. Một trong những trường uy tín đào tạo tiếng Đức cơ bản mà đem lại hiệu quả cao cho người học phải kể đến trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội với đội ngũ giáo viên rất nhiệt tình, năng động và có trình độ chuyên môn cao về đào tạo tiếng Đức. Chính những điều này giúp cho các sinh viên tiến bộ trông thấy qua từng ngày lên lớp, mặt khác còn đào tạo một môi trường học thoải mái, không áp lực mà còn được nhiều điều thú vị trong quá trình học tập. Thế nào là dạy tiếng Đức cơ bản? Tiếng Đức cơ bản đó chính là dạy tiếng Đức cho những người mới làm quen với tiếng Đức. Đây là trình độ thấp nhất trong tiếng Đức, nhưng lại có tầm quan trọng vì nó là gốc để chúng ta theo đuổi chương trình tiếng Đức sau này. Đây là trình độ mới làm quen với tiếng Đức, nên nếu các bạn phát âm sai, thì thời gian học tiếp theo phát âm tiếng Đức sẽ sai. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều học viên kỹ năng nghe và nói rất kém. Với chương trình tiếng Đức cơ bản, tuy dễ, đơn giản, nhưng lại rất quan trọng. Trong chương trình học tiếng Đức cơ bản, các bạn sẽ được học những gì? Trước tiên, bạn sẽ được học về những chủ đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong đó, học viên sẽ được học 12 bài chính và 2 bài tổng hợp trong 38 buổi học. Do đó, nếu bạn hoàn thành khóa học tiếng Đức cơ bản, thì bạn sẽ hoàn toàn tự tin trong giao tiếp bằng những câu đơn giản trong cuộc sống. 12 chủ đề đó gồm có: thứ nhất, các bạn được học về số. Thứ hai, các bạn được học về các đồ vật. Thứ ba, các bạn được học về đất nước, con người, vị trí địa lý, mô tả nơi ở của bạn, mô tả về thời gian đặt lịch hẹn. Tiếp theo được học về cách hỏi đường, mô tả địa điểm. Tiếp là được học về nghề nghiệp và công việc hàng ngày. Tiếp đến là được học về các chủ đề như đi du lịch, kỳ nghỉ, đi mua sắm, học về trang phục và thời tiết. Sau đó sẽ được học về cơ thể và sức khỏe. Tại các buổi học, các học viên sẽ được học với các thầy cô có chuyên môn và có kinh nghiệm trong nghiệp vụ giảng dạy môn tiếng Đức để các học viên được luyện nói, phát âm một cách chính xác, chuẩn luôn. Với phương châm đào tạo, các học viên phải nắm và thuộc được 70% kiến thức dạy của buổi học. Như các bạn đã thấy, ở trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội, không chỉ có từ mới, ngữ pháp khô khan, các bạn còn được tìm hiểu văn hóa và con người Đức, được giao lưu với những giảng viên hay các cựu học viên đã và đang làm việc trên đất nước Đức. Điều này không chỉ gây hứng thú trong học tập mà còn trao cho bạn những kiến thức, kinh nghiệm sống tại một đất nước bạn chưa từng đặt chân đến, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt khi bạn lên đường du học Đức. Vậy còn chờ gì nữa mà không liên lạc với chúng mình, hoặc bạn hãy để lại thông tin số điện thoại trong phần bình luận để chúng mình hỗ trợ và tư vấn nhé.